đang trong phòng cấp cứu. Em đi vào đây luôn nhá. Bác sĩ. Cô là người nhà bệnh nhân Đăng? Dạ vâng ạ. Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, phải chuyển máu gấp, nhưng lượng máu của bệnh viện không đủ. Tôi cùng nhóm máu với cả anh ấy, có thể lấy máu của tôi cũng được ạ. Vâng, phải chị đi theo tôi để kiểm tra. Tôi không có tội đâu anh ơi, anh đừng bắt tôi đi về tại hồi nãy là phải đâm nó là vì là nó làm hại tôi đi đâu. Anh Phong ơi, cứu em với, đừng giết người. Tôi đi lên núi xong rồi gió mạnh xong rồi nó ngã xuống, nhưng mà tôi không giết người. Dạ vâng ạ, chẳng nói trong bệnh viện đấy. Bác lo cho em Thủy đi, có tình hình cho sẽ thông báo ạ. Dạ vâng. Mà tại sao lại có chuyện này xảy ra? Bố còn đến đấy gặp cô ta để làm gì chứ? Dạ, hiện tại cô Diệu đã bị công an đưa về đồn để điều tra. Cô ấy đang rất kích động, không chịu hợp tác. Phải làm rõ chuyện này trắng đen mới được. Một lần nữa không để hai người phụ nữ đó phá nát gia đình của chúng ta. Chú ạ. Mẹ. Anh của con sao rồi? Bác sĩ vẫn đang cấp cứu. Gọi luật sư cho mẹ. Mẹ phải bình tĩnh, giờ quan trọng nhất là anh Đăng. Nguyên à? Dạ. Sao bà gọi Nguyên An không được? Nó không nghe máy. Nguyên ngày hôm nay resort cũng không có việc gì quan trọng. Không biết là Nguyên An đi đâu nữa. Lát nữa chờ sau gọi điện. Liên lạc được, chạy xe qua đón em. Ừ. Cái đứa con gái khốn nạn mà đang nấp ở sau lưng của mày ấy, không phải là con gái thật của mày đâu. Cổ Diệu nói sai đúng không con? Cháu xin lỗi. Chị, cô, bố cháu sao rồi ạ? Bố cháu chắc chắn sẽ không sao đâu. Ôi trời ơi, mẹ! Con trai tôi mà có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Anh Đăng đã bị như thế rồi, bây giờ mẹ mắng chửi có ích gì? Mà chị Dung đâu muốn anh Đăng bị như thế? Không muốn, không muốn mà lôi kéo con trai tôi đến đó để làm gì? Hay là cô đã làm những gì để cho người đàn bà đó ghen tuông, rồi hành xử một cách không biết kiểm soát? Mẹ! Chị Dung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chị, cô bác sĩ ơi, bác sĩ. Lẽ ra là con không nên nói là mẹ đâm chú Đăng. Mẹ đâu có cố tình làm như vậy đâu. Người ta sẽ không thả mẹ ra đúng không ạ? Bố, hay là bố quay lại đi. Bố xin cho con vào nhốt chung cùng với mẹ. Bây giờ mẹ cần có con ở bên cạnh. Nếu không mẹ sẽ rất sợ hãi. Bố, còn chuyện của người yêu chị Tú, con không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, mẹ con có tội hay không còn phải chờ công an điều tra đã. Còn việc mẹ con đâm chú Đăng, chắc chắn bên Vũ gia họ sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Bây giờ con phải hết sức bình tĩnh, nghe bố hỏi đây. Việc Tú không phải là Nguyên An, có bao giờ mẹ con đề cập với con không? Con xin bố này, bố quay lại đi. Bố xin cho mẹ được ra ngoài được không ạ? Biết đâu mẹ được uống thuốc, mẹ bình tĩnh lại, mẹ sẽ nói ra hết toàn bộ sự thật thì sao ạ? Không được, mẹ con đã lạm dụng thuốc quá dài rồi, bây giờ không còn sự tỉnh táo nữa. Chính con cũng thấy, gần đây biểu hiện của mẹ con rất bất bình thường. Khi ngủ thì thường xuyên mê sảng, và ngay khi tỉnh cũng thế, không kiểm soát được hành vi của mình. Bây giờ phải tìm ra Tú, đấy mới là chìa khóa của mọi việc. Alo, chú có việc muốn nhờ cháu. Qua nhà chú đi. Bố có việc cần phải giải quyết nên bố đã nhờ Huy. Con ở đây một mình cũng được mà, đâu có cần ai đâu ạ. Con nhớ ăn tạm chút gì đi. Xong việc bố có chuyện muốn nói với con. Chú nhờ cháu. Dạ vâng ạ. Thủy, anh đã mua đồ ăn rồi, để anh hâm nóng lại cho em nhé. Thế nào cũng được à? Không biết giờ này mẹ em đã được ăn gì chưa? Anh có biết bác đang như thế nào không? Anh đưa em đến một nơi được không? Nhưng mà bố em... Em cần làm điều này là vì mẹ em. Lúc này em chẳng còn tâm trí mà ăn nữa. Anh đi cùng với em nhé. Ừ, bố báo để con biết. Con cố gắng thu xếp về nhé. Em thấy trong người thế nào rồi? Anh đang sao rồi ạ? Đang chưa tỉnh. Nhưng cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức tích cực. Theo lời của bác sĩ thì đang đã qua cơn nguy kịch rồi. Hay để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Tranh thủ nghỉ một lát rồi ăn gì đấy. Em đã cho bao nhiêu máu rồi còn gì. Ở đây đã có bác sĩ, mà anh tin là Đăng sẽ không sao đâu. Nếu như không có anh ấy thì người nằm trong kia đó là em rồi. Tại sao ông trời lại luôn mất công, cứ bắt người tốt phải khổ như vậy. Bình cũng vừa gọi điện cho anh. Không biết là thằng bé nó có chịu về không. Thôi, em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Quan trọng nhất lúc này là tính mạng của Đăng. Em phải đi gặp với Tú. Nó nói nó không phải là con bé Nguyên An. Em bình tĩnh hãng. Mọi người cũng đã gọi điện cho Tú, nhưng mà con bé tắt máy. Diệu lúc này thì đang hoảng loạn, không thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào hết. Vậy ai là người sẽ nói cho chúng ta sự thật? Những lời Tú nói thì sao? Nguyên An của em bây giờ đang ở đâu? Hay là nó đã thực sự ra đi từ 20 năm trước rồi? Kết quả giám định ADN của Tú thì chính là của Nguyên An rồi. Nhưng chỉ có Tú mới có thể trả lời được câu hỏi của em lúc này thôi.